Ganh tị. Chà, anh Tuấn giỏi thật đấy. Lần nào cũng về đích trước tiên. Không hổ danh là ngựa hoang. Gì chứ, các cậu cũng có kém đâu. Bám theo sát nút mà. Anh đùa à, trong thi đấu, chỉ một giây cũng là vấn đề đó. Giải đua mùa hè lần này, anh chắc chắn là giành chức vô địch rồi. Còn Hùng ở đây nữa chi? Cậu quên à, một đối thủ đáng gờm đấy chứ. À, đúng rồi, em quên mất. Chúng ta về thôi. Em mệt quá. Ừ, về thôi. Hai người cứ về trước đi. Mình nghỉ một lát nữa rồi về. Vậy bọn mình về trước đây. Lúc nào cũng Tuấn Tuấn. Thành tích của mình cũng đâu kém gì. Lần này mình chắc chắn phải vượt qua tên Tuấn. Không thể thua kém hắn mãi được. Mình nhất định phải giành chức vô địch mùa giải lần này. Mọi người chú ý. Từ giờ trước mùa giải thời gian không còn nhiều. Tất cả mọi người cần phải cố gắng, nhưng cũng phải giữ sức. Tất cả rõ rồi chứ? Dạ rõ. Đặc biệt là Tuấn, thầy hy vọng lần này em sẽ mang vinh dự về cho toàn đội. Dạ, em sẽ cố gắng ạ. Thầy yên tâm, làm gì có ai tranh nổi chức vô địch với Tuấn nữa. Mọi người không được chủ quan, tất cả cần phải cố gắng hết sức mình. Chú ý bảo dưỡng xe cho thật tốt đấy nhé, đừng để có sự cố gì xảy ra. Vâng ạ. Chúng ta đi ăn thôi, đói quá. Ừ. Đừng tự tin quá, chờ đó mà xem. Cố lên nhé ngựa chiến, chúng ta phải cùng làm nên kỳ tích. Anh Tuấn ơi, lại em nhờ chút. Ừ, anh đây. Xích xe của em có vẻ hơi trùng rồi, hôm qua em không để ý. Anh giúp em với. Được rồi, cứ bình tĩnh. Còn những 2 tiếng nữa mới bắt đầu mà. Để anh xem nào. Mình phải vượt hắn. Hả? Phanh đứt mất rồi. À! Ui da! Đau quá! Được rồi, cứ bình tĩnh. Còn những 2 tiếng nữa mới bắt đầu mà. Để anh xem nào. Đường đua giờ là của mình. À! Hùng, cậu làm sao thế? Có ai giúp cậu ấy với? Cậu tỉnh rồi, may quá. Cuộc đua thì sao? Giờ này mà cậu còn quan tâm tới cuộc đua sao? Đúng đó, anh nên quan tâm tới sức khỏe đi. Đội Bình Minh ấy giành giải rồi, mà đội đó cũng vô tâm thật. Thấy anh vậy mà không giúp đỡ. May mà có anh Tuấn, cõng anh đến bệnh viện kịp thời đấy. Tuấn ngư. Vâng, em chạy ra ngoài mua chút đồ uống nha. Anh nghỉ đi. Mọi người trong đội chuẩn bị vào thăm rồi đấy. Tuấn à, cảm ơn cậu. Cái cậu này, hôm nay sao lại khách sáo thế? Chúng ta đã là bạn 5 năm rồi. Cùng nhau tập luyện, cùng nhau sẻ chia. Mình có thể bỏ đường đua, chứ làm sao bỏ mặc bạn bè đang gặp nạn được. Tuấn, tớ có lỗi với cậu nhiều lắm. Một thằng hèn, đồ ích kỷ như tớ, không xứng đáng là bạn của cậu đâu. Cái gì? Cậu nói gì vậy? Có phải ý cậu là... Tớ hèn quá. Cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ. Thôi, bỏ qua tất cả đi. Giờ cậu nghe lời người bạn này. Cố gắng nhanh chóng khỏi bệnh nha. Ừ. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý. Vanessa Agni, mụn rơi xa, già láng mịn. Đứa trẻ.
Kìa em, sao không ngủ mà ra đây ngồi? Tại em không ngủ được, sợ nằm trằn trọc lại khiến anh mất giấc. Em lại lo lắng chuyện mai cho con đến trường à? Vâng, anh bảo em không lo sao được. Con mình như thế, cho nó đi học, chắc chắn mọi người sẽ nhìn nó soi mói. Không biết nó có chịu nổi không? Thôi nào em, đừng lo lắng quá. Chứ con mình đến tuổi thì cũng phải cho nó đi học và giao lưu với bên ngoài chứ. Biết là thế, nhưng nếu có gì không ổn, em sẽ đưa con về nhà ngay. Em không muốn nó chịu thêm bất cứ một thiệt thòi nào nữa. Ý em là ngày mai khi đưa con tới trường. Dạ, mời chị và cháu ngồi. Đây là cháu mà chị đã nói phải không ạ? Vâng cô ạ, là cháu đó. Tôi hiểu rồi, chị ngồi đi. Chúng ta sẽ hoàn thiện hồ sơ cho cháu. Vâng ạ. Thực là cho cháu đi học thế này tôi lo lắng lắm. Cháu đã thiệt thòi sẵn rồi. Vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ nhắc các thầy cô giáo lưu tâm đến cháu nhiều hơn. Giờ tôi sẽ dẫn chị và cháu xuống lớp. Vâng ạ. Con ơi, thằng bé đâu rồi? Hả? Ôi không! Tôi chưa bao giờ để cháu xuất hiện ở chỗ đông người như vậy. Tôi chưa kịp dặn cháu phải làm gì. Nó sẽ thành trò cười của lũ trẻ mất. Này, cậu bị làm sao thế? Các cậu thấy tớ lạ lắm không? Ừ, cậu lạ lắm. Miệng cậu bị méo kìa. Hai mắt của cậu cũng vậy. Chúng không giống nhau. Con à, chúng ta... Mẹ, con muốn chơi với các bạn. Các cậu nói đúng rồi. Mặt tớ không giống người bình thường. Các cậu có thấy sợ không? Có, cũng hơi sợ. Mặt tớ như vậy là do tớ bị hở hàm ếch đấy. Chứ tớ không đáng sợ đâu. Hở hàm ếch ư? Là sao vậy? Là sinh ra đã bị như vậy rồi. Nhưng chẳng ảnh hưởng gì. Các bạn làm gì tớ cũng làm được hết. Thật hả? Cậu làm được hết hả? Ừ. Thấy bọn tớ đang đá bóng, thiếu một người, cậu chơi được không? Được chứ, cho tớ đá với. Chơi luôn, cậu sẽ làm hậu vệ nhé. Được, được. Chị lo lắng quá rồi. Cậu ấy đã hòa nhập ngay được với các bạn bằng chính sự chủ động, thân thiện và tự tin. Thật đáng khâm phục. Vâng cô ạ, tôi cũng bất ngờ lắm. Không ngờ chính cháu lại có thể làm được những điều kỳ diệu ấy. Mẹ thật hạnh phúc và tự hào về con yêu à. Hành động đáng xấu hổ. Trời sắp mưa to rồi. Thôi, đóng cửa quán nghỉ sớm thôi. Mây đen kéo đến nhanh quá. Trời sắp mưa to rồi. Cô đã về đấy à? Lát nữa nhớ đóng tiền thuê nhà cho tôi đấy nhé. Tháng này cô chậm 10 ngày rồi. Dạ. Anh có thể cho em thất thêm một thời gian nữa được không ạ? Dạo này em bán rau ế ẩm quá. Còn em ở quê lại đang ốm nên chưa gom đủ tiền ạ. Lại khất à? Thôi, cô cố gắng trả sớm cho tôi đi. Dạ, vâng, em sẽ cố gắng ạ. Ơi, may quá, quán sửa xe đây rồi. Bác sửa xe ơi. Ai đấy? Dạ, cháu không may bị hỏng xe dọc đường. Bác làm ơn giúp cháu với. Bác đóng cửa hàng đồ cháu à. Cháu chịu khó đi quán khác nha. Thưa bác sửa giúp cháu ạ. Cháu đi bộ mãi mới thấy quán sửa xe đạp của bác đó. Cháu thấy đấy,
Mưa to gió lớn thế này, mất điện. Chỉ có chiếc đèn dầu le lét, bác nghĩ rồi nhé. Bác ơi, nhà cháu xa lắm, cháu về tới nhà thì trời khuya mất. Bác giúp cháu với. Cái cô bé này, bác đã bảo mưa gió mất điện không sửa được mà. Cháu đi đi, để bác còn đóng cửa. Mưa hắt hết vào nhà bác rồi nè. Thôi được rồi, để xem nào. Vì thương cháu đấy nhé, chả quán nào sửa xe lúc này đâu. Vá xe 50.000, cháu có sửa không nào? 50.000 à? Bác ơi, cháu chỉ còn 10.000, bác sửa giúp cháu với. Gì đây? Không có tiền thì ai mà sửa cho cháu được chứ? Bác ơi, trời mưa to, lại tối nữa, còn 40.000 bác cho cháu nợ. Ngày mai cháu xin đánh trả bác mà. Khổ quá, ta biết cháu là ai mà nợ với nần. Thôi cháu đi đi, ta không sửa được cho cháu đâu. Cháu nó còn nhỏ, trời thì tối, mưa lạnh, anh giúp cháu một chút coi như làm phúc. Cô không nên xen vào chuyện của người khác, tốt hơn hết là cứ lo việc của cô đi đã. Em nói bác đừng giận em. Em thấy bình thường vá xe đạp cũng chỉ 10.000, bác không nên thấy cháu bé gặp khó khăn mà lấy đắt. Cô thì biết gì về sửa xe mà nói. Bình thường thì thế, nhưng mưa gió thế này, 100.000 tôi còn không muốn sửa nữa là 50.000. Cháu ơi, đợi cô một chút. Cô còn đủ tiền đây, cháu cầm lấy mà đưa cho bác sửa xe. Cháu, nhưng cháu không quen cô, cháu biết gặp cô ở đâu mà trả? Nhà cô ở ngay cạnh đây thôi, lúc nào cháu có thì trả cho cô cũng được. Cháu cảm ơn cô ạ. Cháu nhất định sẽ quay lại trả cô. Bác ơi, cháu đủ tiền rồi, bác sửa xe giúp cháu với ạ. Được rồi, cháu vào đây. Xong rồi đấy. Thôi, cháu về nhanh đi, kẻo muộn rồi. Dạ, cháu cảm ơn cô, cảm ơn bác ạ. Cô đúng thật là đã không có tiền lại còn, đừng mơ nó quay lại trả cho cô. Con bé trông hiền lành, ngoan ngoãn, chắc không nói dối đâu anh. Hơn nữa, nếu nó không trả thì thôi, chứ ai lại để nó dắt xe đi bộ trong trời mưa bão thế này, tội lắm. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.